Dạ ngày nào em cũng đi phóng sanh, nên sáng 6-5 giờ là chó, mấy con chó cá nó kêu em đi phóng sanh rồi. Dạ nó dậy nó kêu em đi, nó thành thói quen. À, mọi người quá là từ bi luôn á mọi người ơi. Mọi người cứ quăng rác thải ra tự nhiên rồi mấy con chó em nó bị xùi, nó sụp, nó tìm rác thải này kia các kiểu, nó đào nó bới. Rồi có con nó bị ăn vô chúng mấy gì á, rồi nó bệnh nó về nhà nó bỏ ăn một ngày nó khỏe lại. Dạ rồi nó có bài học kinh nghiệm là đừng bao giờ ăn rác, giống như con này bữa nay sợ ăn rác rồi, nhìn rác quải luôn. Mấy này chưa bị bệnh, chưa bị đau họng các kiểu, còn rất là mê rác. Dạ không hiểu tại sao mọi người cứ vứt rác xuống rừng, vô rừng ngập mặn. Dạ em cố gắng em lụm rác của mọi người, em để ra cái chỗ xe rác người ta thu á, mà không cứ đi quăng rác vô trong rừng vậy, đóng vậy. Em không hiểu cái lòng từ bi của quý vị nó làm sao luôn á. Dạ em sợ mọi người ghê luôn á. Dạ mọi người giống như Phật Bồ Tát vậy. Bởi vì sao? Ôi, mọi người phước đức nhiều quá, làm việc ác tỉnh queo à. Rồi lên trên mạng dụ dỗ trẻ em mấy YouTuber nữa. Trời ơi, phước đức nhiều quá. Nể phục luôn. Em không có được cái khả năng như vậy.